Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường cùng các đại biểu Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cho biết, luật đất đai là đạo luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, tới tất cả tổ chức và người dân, cũng như ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài của đất nước. Vì vậy, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo cho quá trình vận hành, quản lý và phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tại hội nghị, cử tri đã cho ý kiến về nhiều vấn đề nêu ra trong dự thảo luật, tập trung vào những nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thì về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thì điều 61 đã thể hiện rõ hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và lĩnh vực quốc phòng, đất an ninh. Thì riêng đối với lĩnh vực đất quốc phòng, đất an ninh đó, thì cần phải đặc biệt quan tâm về cái công tác quản lý một cách chặt chẽ để tránh tình trạng tùy tiện khi sử dụng đất mà không đúng mục đích. Do đó, sau khi luật đất đai sửa đổi ban hành, thì nghị định chính phủ phải quy định chặt và đặc biệt quan tâm đến cái công tác quản lý đất quốc phòng, đất an ninh, thì như vậy mới quy kết trách nhiệm. Nếu để xảy ra sai phạm thuộc về đất, về ai, cấp nào trong việc quản lý đất quốc phòng, đất an ninh, thì cần có biện pháp chế tài đủ mạnh để tăng cường quản lý đối với cái loại đất quốc phòng, đất an ninh. Về giá cả đền bù á, thì tôi nghĩ rằng riêng cái lĩnh vực đó thì cũng không thể là để tự cái dân đó người ta, người dân họ cá nhân người ta quyết được, vì nếu mà tự quyết á, thì sẽ ra một là họ đòi giá rất cao, hai nữa là họ không đi thì cái quy hoạch ta có bị phá vỡ không? Ví dụ bây giờ tôi quy hoạch vùng A để làm một số nhà máy xí nghiệp, nhưng mà bây giờ để người ta thỏa thuận mà họ không tu được giá này, tôi chịu tôi giá gấp trăm lần tôi mới đi thì sao? Do đó cái việc đó tôi rất thấy khó. Nên hai cái này thì theo tôi là cứ theo mặt bằng giá chung, theo giá thị trường đất đai, kể cả thu hồi cho nhà nước và kể cả thu hồi cho doanh nghiệp, tôi đề nghị như vậy. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến về trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề hộ gia đình sử dụng đất.